Xin chào mọi người nhé. Này chuyên mục chia sẻ về các cái mã phụ tùng máy cắt cọ. Thì tiền đây mình có đơn hàng gửi cho khách ở Vĩnh Long, thì mình sẽ chia sẻ thêm cho mọi người tham khảo nhé. Đây là mã dao. Dao này là 40 răng hợp kim. Loại này thì nó sẽ đường kính tầm 255, rộng tầm 255 thôi. Đấy, nó khá là nhẹ và nó đục lỗ sẵn như này. Đầu của dao nó sẽ là đầu hợp kim này. Dòng này thì nó cũng là dòng dao thường thôi. Đấy, Aso 40 răng. Ở đây mình có bình xăng của máy động cơ nổ, máy xăng nhé. Lắp cho những cái dòng như GX160, GX200, máy 168, GX170 đều lắp trong cái bình xăng này. Đấy, về mẫu mã thì nó sẽ giống như bình xăng của GX160 của máy Honda, khá là đẹp. Đây thì là bình xăng của máy cắt cọ 260 Trung Quốc. Bình này thì nó sẽ có 3 lỗ bắt ốc và có dây TO và cũng như là thông khí ở nắp bình xăng rồi. Đấy. Đây là bộ cót giật. Cót giật này của cưa 5200, dòng cưa Trung Quốc. Đấy. Cưa 5200 thì nó sẽ có cót thường này và cót trợ lực bản to hoặc là cót sắt trợ lực dành cho những cái ốp giật trợ lực, thì nó sẽ có hai cót gọi là dây thiều ấy. Ở đây thì mình sẽ có công tắc. Công tắc này là bộ công tắc nút ấn ấy. Có cao su bảo vệ chống nước, đỡ bị nó bị ngấm vào trong, nó đỡ bị han dị. Đấy, có bát để bắt lên trên máy luôn. Đây là bộ công tắc nút ấn ấy. Rũa thì mình ở đây mình có rũa 4 ly của dòng Estin. Dòng này là Estin xỉn nhá. Đấy. Estin này. 4 ly. Bên này có mã vạch này. Germany nhá. Hàng xỉn. Nói chung là hàng nào xỉn mình bảo xỉn, còn hàng rẻ thì mình sẽ bảo rẻ. Còn đây là rũa Oregon. Oregon này thì loại này là 4 ly rưỡi. À 4 ly 8. Đấy, 4.8 mm này. Đấy, rũa này cũng là Oregon xỉn nhé. Đấy. Bên mình có cả Oregon loại xỉn và loại rẻ đều có hết nhé. Anh em cần nhu cầu dòng nào thì mình sẽ có, đều đáp ứng được hết. Đây là bộ da bơm. Bộ da bơm này là của cưa 5200 luôn này. Hàng nốc cơ. Một hộp này thì nó sẽ có đầy đủ da bơm và các cái gioăng ở trong rồi nhé. Phốt này. Phốt này là phốt nước, phốt ti bơm cho trục ti 22. Đấy, tương ứng với máy 1HP, hàng Peking. Loại phốt này thì nó ưu điểm là nó khá là mềm, dai. Đấy, chịu được thuốc và nó bền hơn các cái dòng phốt bình thường ấy. Đây mình có cái bộ lọc xăng nhé. Lọc xăng này là dòng lọc xăng lớn, to bằng ngón tay cái này. Lắp được cho cưa 5200 và cho máy cắt cọ đều vừa nhé. Đây là vú bơm xăng bé. Vú bơm xăng này thì mình đặt vú bơm xăng của bên nhà máy sản xuất dòng chế Zin 3. Nên là dòng này thì nó sẽ rất là bền mà nó không bị chai cứng. Đấy, không bị rách. Dùng rất là thích. Màu của nó là màu trắng, nó hơi sáng lên. Nó không phải là trắng theo kiểu trắng vàng hoặc trắng đục. Ở đây mình có bổ mô bin cho máy xăng 168, GX160, GX200. Hàng này là hàng GT. GT là hàng tốt, mã tốt trong những mã phụ tùng. Đây. Cái này mình quay một tay hơi khó, mọi người nhìn hình dung qua nhé. Đấy, màu cam cam. Đây là chế hoa khí này. Chế hoa khí đây cũng là dòng GT nhá. Repoil. Dòng này thì nó sẽ chảy, nó sẽ ăn ít xăng hơn, cũng như là độ ổn định nó tốt hơn những cái dòng bình thường. Còn cái dòng bình thường nhái Honda thì nó sẽ không đẹp bằng dòng này. Ngoài ra thì mình còn có những cái dòng Huaji cho dòng Honda xỉn nữa. Đấy. Đây là chế hoa khí GT.
Thằng này có mã số đàng hoàng nhé. Lắp được cho rất là nhiều dòng máy 168, 170, GX200, GX160, GX120. Đấy, những dòng mà dùng có khóa này thì đều sử dụng được dòng chế này. Đây mình có các cái dòng Mobin của Mitsu này, rồi Bugi của Mitsu này, rồi hơi Echo 240 này. Dòng Echo 240 này thì đặc thù của nó là sẽ có tai bắt Mobin ở trên nòng. Nòng của nó là 34 ly. Đấy, đây đây là phần bô xạ, nó sẽ bắt chéo này, hai ốc bô xạ bắt chéo, đấy là đặc thù của dòng Echo 240 này. Đấy, còn có hai cái tai bắt Mobin ở trên nòng này. Còn đây là mặt trước bắt cổ chế này, đây là mặt dưới. Đấy, nòng này thì mã kiếng, nòng tốt, mã này thì rất là tốt. Đây, mọi người nhìn, nó không phải là nòng xoáy nên là con này lắp thì mọi người không cần phải rô đa nhiều nữa. Đây, bóng nhoáng luôn. Đấy, còn đây là phụ tùng của một máy rửa xe. Đây là ti sứ, ti sứ 22 dài 11.5, ắc này là ắc 8 ly, lắp được cho những cái dòng đầu xịt Trung Quốc mà đang dùng ti thép thì mọi người có thể đổi sang dùng ti sứ cho nó bền nhé. Đấy, thì là lắp bộ ti sứ này lên. Mỗi một máy nó sẽ có 3 cây ti sứ này thôi, thì có thể kết hợp cùng phốt vải hoặc là phốt thường đều được. Đấy, còn đây là bộ xi lanh. Xi lanh này thì của máy 1HP luôn, dùng cho T22. Đấy, xi lanh nó gồm một cụm như này. Dòng xi lanh này thì nó sẽ có bảo vệ cho phốt của van lúp P nhé, đỡ bị vỡ và rách phốt ra. Còn đây là đầu hút. Đầu hút này thì nó lắp ở đường trước của xi lanh này. Đấy, cái này nó cũng chứa các cái phốt của lúp P. Đấy, và nó đều có viền để bảo vệ cả. Đấy, đây dòng xi lanh rời, xi lanh và đầu hút rời. Còn đây là bu ly nhựa của ốp giật 365. Đấy, cái này quấn dây giật. Đây là một số mã đầu dao của 2410, ống cần 24 và ti 10 khía kiểu hu nhé. Kiểu dòng này thì nó sẽ, cái thân của nó sẽ dày hơn dòng bình thường. Đấy, thì mình quay qua một số phụ tùng như thế. Mọi người có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với mình nhé. Xin chào mọi người.